Sao hôm nay về thấy hạnh phúc không chị? Chưa, còn giữ nguyên vẹn thôi, mà hạnh phúc giữ nguyên vẹn á. Chắc còn nguyên không nha? Nguyên á. Sao về anh chở cao lên. Mua nhẫn cưới anh ấy mua cho em thôi, anh khỏi mua. Nhiều ra hiểu rồi đó. Còn đâu bông nữa nè, ba bao được. Mà em thấy con chị hiền thiệt ha. Nó hiền. Hôm nay là 30 phải không anh chú? Cưới bả là cưới cho nó luôn. Rồi sao cưới cho nó? Đúng rồi. Hôn á. Wow. Cái dài này nè. Không dở quá. Nè nè. Đó. Chiếc nhỏ của em chứ lớn của anh. Anh đeo cho em, em đeo cho anh. Rồi nè, đeo luôn. Đeo. Rồi mẹ mày từ nó vô đó. Mà anh có lời khuyên anh em nào mà độc thân với anh phải không? Dạ. Hoàn cảnh cô đơn phải không? Đến chương trình mạnh dạn đến chương trình cô hộ cảnh phải không? Để tìm sự hạnh phúc phải không? Rồi vô đây. Rồi. Hữu Cảnh mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh cũng đã có mặt tại nhà của anh Trương. Thì hai người cũng đã có xin số điện trên kênh Hữu Cảnh để tìm hiểu với nhau. Thì cách đây cũng đã một tháng rồi. Thì hôm nay anh chị cũng đã tiến hành để cũng như là một cái đám cưới có hai bên chứng kiến. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và anh chị cùng theo Cảnh để chúc phúc cho chị Hồng và anh Trương ha. Đây hôm nay anh Trương cũng có mời một số anh chị và cô chú tới đây dự tiệc mà. Dạ, xin chào cả nhà. Đâu rồi, cô dâu đâu rồi? Đây, chú rể đây. Em chào anh. Rồi, cho em gỡ này coi. Chào em, chậm thế. 11 giờ, giờ này 12 giờ. Đâu, hai ông bà đứng ở coi coi nè. Sao hôm nay về thấy không? Hạnh phúc không chị? Không. Chưa, còn giữ nguyên vẹn thôi, mà hạnh phúc giữ nguyên vẹn á. Chắc còn nguyên không nha? Nguyên á. Sao giờ anh chở cao lên. Đi đi vô. Ôi, tám rồi, ai cao hơn ai? Hả? Chị cao hơn ảnh hả? Chị cao hơn chút. Sao wow. Đeo đi dậy lên. Ờ, không mang tôi dài á. Thì bữa nay là có mời ông nội đây rồi con. Hai bên là nãy nó đòi nó đi đi cùng với đâu á. Này có đại ăn nè. Dạ. Về biết đâu nào chỗ đại đó. Dạ thì bữa nào đến chỗ em tìm chỗ một anh. Chị này giờ đang ở đâu? Đây là con. Ê, Hậu Cảnh, anh chỗ đại luôn về đây đi, chỗ dài kia tao càng con sẽ đi tới chỗ. Thôi, được rồi. Thì anh Trương và cô Hồng đây cũng vô đến bàn thờ của quyền để xá. Đúng rồi. Đâu anh Trương anh hôn chị có anh hôn chị cái hả? Đúng rồi, hôn á. Wow. Lấy cái mặt che hết cái tay người ta rồi. Bỏ cái dài em, bỏ cái mặt che cái lại. Bỏ cái dài này nè. Không dở quá đâu. Không dở quá. Nè nè. Đó. Được chưa? Được rồi. Thì nói chung ra hôm nay em cũng tới nhà ghi hình cho anh chị đó. Thì em cũng mong sao mà anh chị sống cái hạnh phúc gì hoài ha anh chị. Dạ, thì những người mà chương trình như em này nè muốn ghép đôi cho hai người được đến nhau thành công cũng rất là vui. Ủa? Còn bên anh cho em gì bông hoàng gì đâu? Đúng rồi. Anh quay thì quay luôn. Cho gì cho đi, em đang quay nè. Không. Cúc. Bà đeo bà không có chấp nói đeo gì đi. Đâu. Bà này bỏ bông tục dữ lắm chứ tôi có biết đâu.
Anh mua nhẫn cưới, anh ấy mua cho em thôi, anh hỏi mua nhiều đó hiểu rồi đó. Cô đeo hai cái nhẫn đó, nhẫn cưới là y con với vợ con. Ừ. Ừ. Còn bà đeo bông với dây. Cô cố đeo bông với dây thôi. Ừ, đeo bông dây đi. Ừ. Cho, anh hai chị hai đeo. Ừ. Cái này. Ừ. Đây còn đâu bông nữa nè, ba bao được. Rồi. Muốn đeo đâu nào ở đâu đó. À, đeo đôi nữa nào. Tại út lớn tuổi rồi chắc chắn tôi mập dạ mập dạ vậy đó. Chứ con cũng không tục đó. Biết rồi. Đúng rồi, mai mốt á mình à mình vô mình xem cô tư. Thì biết rồi, để mà đây đây đây. Vâng. Từ từ. Cô để dưới, cô để dưới dưới dễ dàng. Quen chứ. Rồi có cắt cái phòng riêng cho con chị Hồng chưa? À, có đó, sao đó em. Cửa hổng em xuống hát nay đó. Mà em thấy con chị hiền thiệt ha. Ờ nó hiền. Hôm nay à 30 phải không anh chú? Cưới bả là cưới cho nó luôn. Rồi sau cưới cho nó. Wow, chừng nữa anh định cưới vợ cho con của chị Hồng. Ờ cưới bả trước là cưới cho nó, sau đó là nó nằm phòng đó là phòng đó. Ừ. Hai người sao không nha? Mày trao nụ hôn đầu tiên không? Chiếc nhỏ chiếc lớn. Nào. Chiếc nhỏ của em chiếc lớn của anh. Đưa đây đi em đeo cho anh. À, nào, đeo đi. Anh đeo cho em, em đeo cho anh. Rồi nè, đeo đi. Bà đeo tôi mới ở nhà chứ bà không đeo tôi đi với tôi. Sao đang như lộn vậy? Đâu coi coi cả nhà chứ nào. Rồi. Rồi. Anh chỉ có tiền mình rồi mẹ mày đại diện mẹ nói đi. Thì em nói đi. Thôi mẹ nói đi, đợi điện bà nói đi. Hôm nay chị với anh thành đôi thành bạn cũng cảm ơn em. Thì trên đây cũng như là chúc lời chúc những người anh chị em cô bác thì độc thân đó thì đến chương trình Hữu Cảnh để kết nối tìm một mối mối tình yêu kiểu như là lo cho nhau tới đầu bạc răng long. Sống với nhau hạnh phúc mãi mãi suốt cuộc đời. Dạ. Thì Hữu Cảnh cũng mong rằng nếu mà anh chị cô chú nào mà mình còn sự mà e thẹn đó thì cứ mạnh dạn đến với chương trình Hữu Cảnh cũng tìm được một nửa cho mình đó, cứ e thẹn hoài sao tìm được, đúng không chị? Đúng rồi, chị cũng mắc ngã mắc cỡ dữ, ngại dữ lắm mà lên đây chơi cho anh mắc cỡ dữ lắm. Hữu Cảnh tại chị biết không, những người mà người ta đến với chương trình đó người ta có giấy tờ hẳn hoi chứng nhận tôi đây độc thân nè, tôi cũng dám đến với chương trình để đăng công khai. Có người muốn quen ở ngoài nhưng mà ta rất là sợ tới chị. Đúng rồi, sợ bị lừa. Dạ. Rồi anh có điều gì anh nói không anh Trương? Thì anh cũng chúc anh đến chương trình thì anh hạnh phúc với chị em biết không? Dạ. Nhưng mà anh có lời khuyên anh em nào mà độc thân với anh biết không? Dạ. Hoàn cảnh cô đơn biết không? Đến chương trình mạnh dạn đến chương trình Cô Hữu Cảnh phải không? Để tìm sự hạnh phúc phải không? Rồi anh có điều gì mà anh hứa với cô chú và anh chị trên khán giả nè, anh sẽ yêu thương chị Hồng suốt đời đó, anh hứa đi. Đúng rồi, thì đây anh xin đó là anh hứa là anh sống với chị Hồng, chị Hồng suốt đời. Nó cỡ quá, nó chơi trên mắt cỡ. Rồi thôi giờ hai người ôm cái đi rồi em sẽ kết thúc video ha. Em Út anh nó cười nữa, anh nói dạ không có gì cười hết trơn á, anh mình cả vui mà. Nhỏ nè Út á. Dạ. Đúng rồi. Có chưa? Này anh Xui, này anh Xui. Xong rồi nhập tiệc. Xui. Anh Xui ha. Anh Xui. Rồi rồi. Anh Xui. Mời anh Xui, chị Xui lên lên nha. Không có, gây gây. Hả? Không rồi hả? Mày có thiếu nợ đâu mà mày sợ. Mày đại gia mà giờ thiếu nợ. Rồi. Ai giúp không đi? Đây là anh cả, anh hai, này con của ông bác. Anh dạ. Ông già anh thứ ba, ông già ông thứ hai. Dạ. Rồi đây cũng dê anh nè, đây dê cháu. Còn đây dê cháu. Rồi đây là con nhà, rồi đây chị, bà chị con của bác Năm. Còn ở đây là con của chú hai anh. Dạ. Chồng cũng hy sinh rồi mà con cũng nói sao? Chồng cũng hy sinh trong đợt càng năm 72. Mùa hè đổ lửa em, mùa hè đổ lửa. Có dẫn chị chở chị đi đâu chơi chưa? Có.
Anh thường uống nước quán quán của chị Năm sáng nè. Dạ. Chồng bé hy sinh trong đợt càng năm nay. Chúc mừng nghe cho vợ chồng luôn mừng hết năm hạnh phúc đi. Rồi, chúc mừng. Có mấy cục phải hả? Ừ, muốn hết đá. Kia thêm hai bộ đá. Hả? Hai bộ đá hả? Lấy cái số dùng cái. Ừ, con lấy con điện đi, con lấy con điện đi. Chị Hồng về với anh Trương đó, cô chú anh chị, thì chị cũng có người con năm nay cũng trên 30 tuổi. Thì người con của chị rất là hiền, và con của chị ăn chay trường. Thay con của chị Hồng về đây á, thì anh Trương cũng đã có cắt một cái chòi nè, và cắt một cái phòng cho con của chị. Dạ, dạ anh Trương cũng đã hứa. Thì nếu mà con của chị Hồng mà quen ai á, thì anh Trương sẽ đứng ra cưới vợ. Dạ. Ban ngày sinh hoạt trên trển, còn tối về đây. Tối về đây ha. Tối về đây còn dạ. ngày đó anh không có. Như vậy là quý quá anh không có phân biệt mà giờ cái gì á. Dạ. Còn cái tối đó anh mở cửa cho vô á, phải không? Đó, vô đó. Ồ, đất ở đây rộng quá anh Trương. Ồ, ở đây anh không có định mở thêm ở quán gì ở đây hả? Có, anh còn mở quán là mở miếng đất đằng kia cả. Đằng kia phải không? Ừ, anh cho mở úp đi coi luôn. Dạ. Ở xong rồi đàng hoàng anh dẫn mở úp nó, mở úp đi về rồi xong ăn. Chứ anh không có nói đâu, anh còn miếng đất đặng á. Mô mốt em xuống em thăm anh chị hoài á nha. Đúng, ok. Em chỉ muốn xuống đây là thấy anh chị vui vẻ vậy em mừng á, em nói thề. Anh sợ bỏ trở gõ ra anh cho chứ không có đâu, chị Hồng không có đâu. Em tin tưởng chị mà. Còn anh em tin tưởng anh đi. Dạ. Sớm này coi anh đàng hoàng đó anh. Đất của anh rộng quá. Có như tô clip nãy đó, ra hỏi tên anh đàng hoàng của hàng Phương Nam hỏi anh. Dạ. Còn chị làm sao với chị Hồng? Em dâu rồi, tôi chị là đại diện mình là gái đó. Nên từ dưới lên đó. Chị ở cái Nam có biết cái Nam không? Em đi qua đó hoài. Vậy là cái dạ. Đây là đàn trai đúng không? Dạ. Hôm chiều đi xuống chị nhà đàn gái, cứ đi xuống cái dưới đó nghe. Dạ. Em đi ngang đó hoài đó chị, đi ngang ở Nam hoài á. Dạ. Chị ở gần chợ nó Nam đó. Em đi đủ chỗ luôn á. 5:30 mà về tới đây á 5 giờ luôn. 5 dạ. Chiều. Vô nè, hô nghe. Chúc mừng anh 99. Vợ chồng mình 60 năm cuộc đời nha, tôi 66 tuổi rồi, bắt đầu tới 6 năm là tôi trong hai mấy tuổi. Đã được đi nét luôn. Cái này là mới ấy à, mới đầu thôi. Cái này là tuổi mới giới thì thôi, 60 là tuổi mới giới thì. Vô chứ. Cái là đồng nghiệp với em hồi xưa đó, là sư phụ em á, dẫn đâu hợp tóc hồi xưa đó. Dạ. Anh là ví dụ là như sư phụ rồi còn nữa. Bỏ vô cho nó đưa tôm cho nằm. Cháu bỏ ông nội mới ăn hết rồi tôm. Cháu xuống. Cái nha. Cô sao chị này có kết nối không nè, ai giờ ai kết nối giơ tay nè. Không rồi nói đi. Đang thiếu cái gì ấy, anh nói sao anh nói sao nói nãy giờ lặp lại quên anh nói là chị hẹn anh tới Tết. Nói mai đến anh, với anh. Cái anh nói qua giờ anh giờ trái tim anh nó đang thôi thúc rồi. Ừ thành ra anh không anh chịu không nổi. Không, bữa nãy anh nói khác mà. Nãy tôi vừa nói xong, nói lại. Quên rồi. Lớn tuổi hơn quên. Cái đó là thay thế gì mình lặp lại cái ta nói mình dùng bằng điện từ biết không? Lặp lại lặp lại. Cái đó là hồi nãy em mình nó chưa có quay, mới quay. Giờ em mình nó quay nè, bắt đầu anh nói đi. Cho bài hàng tới Tết anh nói anh lắc đầu anh nói thôi hả, nếu mà vậy thì thôi anh chuyển qua cái hướng khác, là bến đò khác á. Anh chính em, anh chính có chị có duyên đó bọn. Vậy thôi bây giờ em cũng xong việc rồi, em cũng đi về ha anh Trương. Cảm ơn em. Dạ, rồi em cũng chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc ha. Rồi.
cảm ơn. Rồi vậy thôi giờ em xin chào cô chú anh chị hết ha. Đâu rồi bả, đâu rồi? Rồi đứng đứng cặp ổng nè, đứng cặp ổng nè. Đó đúng rồi đó. Đó đúng rồi đó. Cái video này buồn buồn tao mở xem. Rồi quay đi. Đại gia đình chứ không có ai hết. Rồi nè, chị có gì nói không, em kết thúc video nè. À, thôi hôm nay thì chị với anh coi như là chị cũng cảm ơn em làm nhịp cầu nối để cho hai chị em chị với anh gặp nhau. Bây giờ cứ như về một gia đình chung một mái ấm vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều. Dạ, rồi mình chúc cô chú anh chị luôn ha. Rồi vô đây. Rồi. Chào em hạnh phúc. Chị cảm ơn em. Rồi em chào anh chị. Xin chào.